Rồi, mình cũng muốn chào mọi người nha. Đây, mấy ngày nay mình cũng lo mình xạ lúa đó mọi người. Làm đất xạ nè. Miếng này chưa một chút xíu nữa là dắt giống ra xạ. Này chặt ngày hôm qua, lóng đất nó lóng rồi. Mặt đất nó dẻ rồi nè. Hôm qua chặt lóng bóng, mới đánh cũng gần khô rồi. Đây, mình đó chốt ông mới chế được cái máy xạ hàng đó mọi người. Chế được máy xạ hàng xạ mau cực kỳ luôn rồi. Để tí mình qua đó rồi mình quay cho mọi người xem nha. Cha mình không đang đánh đường nước đó mọi người. Rồi ngày mới mình không quên chúc mọi người một ngày mới vui tươi và tràn đầy niềm vui. Mọi công việc đều luôn luôn thuận lợi nha. Hai đất mình từ đây tới dài dài tới với kinh nước mọi người. Đây chả đèn học không? Đèn học luôn không? À. Đây chả đèn học luôn không? Không tới. Phải à? Đây chả là đèn học cách đóng 12 tiếng. Quân đường 6 mét, 6 mét hả? 6 mét. Tới ra. Đây. Cái đường đúng, nó có đường nó rộng lắm á. Cái đường giữa đó với cái đường giáp ấy. Gắn ra nữa thì ra nữa chứ có gì đâu. Cái đường giáp mấy đường giữa nó hơi rộng hơn cái đường thường á một chút á, mình lội trên phố hai cái phần gì khỏe. Thôi mình lội đâu có quấn gì, ít tê đâu, ít tê lội quấn rồi quá dài. Để thơm nó lùng, để thơm đất rồi có nhiêu đâu mà cắt mẹ sát đất luôn à, cắt rồi hết đất rồi hết dạ luôn. Rồi đó là nó giật nước á, tính ngủ rồi đó, ngủ rồi quay qua nước lên 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 ngập bờ đê bỏ luôn. Người nào cũng chạy chắc đấy chứ đủ mà theo người ta xả rồi. Người nào cũng chạy chứ lấy gì ngập? Hồi đó sao giờ không tập chắc cái đầu làm đâu. Đổi thay ra, đổi thay đây lấy bạn. Hỏi chứ này. Lại còn hơn là để ăn. Đó. Êm quá ha. Khỏe chắc giống quá ha. À, hạ cái cây đấy xuống rồi, làm cái cỡ đó rồi. Chiến sao mình đi ngay với cái lần đó. Đây gửi cái máy xà hàng lên trên kia mọi người. Chiến sao kéo rồi còn cả hai tầm đặng mình lấy cái máy xà hàng mình kéo lại mọi người. Chứ xà máy này nó không sát á. Để mình đi theo mình quay cho mọi người xem nha. Nhanh thế ghê luôn mọi người. Đi mà không lái luôn á. Giống xuống đều gan luôn. Giờ làm máy móc không sướng nữa. Trời lỡ bộ mà muốn uống lại nữa. Đây làm cái bánh xe đằng sau đó.
chạy tới đâu là cái phong chuột cũng quay tới đó mà. Ở dưới có cái miếng dán đó, miếng dán rồi lôi làm bằng luôn à. Quá tuyệt vời luôn, xa mau cực kỳ. Hôm qua có chạc không? Có. Chưa gáo luôn nè. Hai lần giống ra đường gan luôn rồi. Lẹ qua loại bốn lại luôn. Máy này chống rung, chống rung cầm nóng rung. Không à. Ai chú ruộng đây mọi người. Mát rồi coi xã còn gì bằng. Tính gà lội muốn lại luôn trời. Lội muốn lại luôn chứ. Vậy vậy lội hồi mình mỗi giò mình đi không rồi vậy đó. Đi không mỗi giò luôn. Vô mà khéo xa hàng à. Mệt chưa lắm. Kéo con này rồi mấy anh trai kéo lội ấy sao rồi. Thấy lội mỏi không? Qua thấy qua kia thấy hạt lội là thấy ngát rồi liền. Chốt này em gọi cũng chế cái máy kia em rồi. Cái máy kia thì cái dạng ben á. Ben lên bên xuống á. Ben lên bên xuống rồi mấy chỗ đất lầy quá, rồi nó lúng mọi người. Hôm nay chú ông chế cái khác rồi. Chế cái khác. Cái này mà cái trước à. Cái này sẽ có một bánh giữa à. Cái bánh quay là nó quay là cái bông cũng quay luôn. Cái này vừa kéo mà vừa có cái đường chính giữa luôn, rút nước luôn. Quay ấy nó chá mặt trời quá. Đây lên nhà đó vào tầm khoảng cỡ 60 tầm rồi, nhấp nháy luôn. Máy kéo là đi là lỗi muốn lại luôn. Cái này là sang chục công, 20 công là mau bất kỳ. Cái này nó có đất
dây á, ít dây á, dài chừng nào ngon đấy. Cái này mình quay nè, hơi chá mặt trời, quay mình quay lên á. Tí mình cũng mình trả nó đang mà miếng mình nè, miếng mình đó chặt rồi mà chặt bánh nước rồi khô rồi xíu chắc giống ra quăng. Bên mình thì trả tay, trả tay thì giống nhiều hơn xà hàng thì tiết kiệm giống. Cái này xả khoảng 8-9 kg, 1 kg à. Hai người này xúc lúa màu, tay vừa xả mà vừa kéo được nước luôn rồi. Vừa kéo được nước luôn. Cái này có như nước nhiều là gõ xuống là đánh màu khô, rút xuống thì nước chín màu khô. Mình quay cái này quay lên nè, sao chá mặt trời, quay xuống thì nó trong á, này hơi chá nắng. Năm rồi chốt chế cái máy kia mọi người, cái dạng ben á, ben lên ben xuống á, xài 3 bánh luôn, cũng 6 mét nè, 3 bánh. 3 bánh thấy xả đất lầy hơi dở á. Hôm nay chốt chế cái máy này, khi mà cái này im à, im cái trước à. Rồi qua tới cái khuôn nhỏ này, khuôn nhỏ này thì đây tới đó, đây tới đó thì kéo rồi trở lại ngóng chắc ống chắc thôi được. Đây kéo là cái đường đánh đường nước sâu hòm luôn, đường không thấm luôn. Đây, chạy mau cực kỳ. Ở đây còn cỡ chừng hai tầm ba tầm gì đó. Đây có cái máy xà hàng này, hồi đó mình kéo lại á chứ vô tới bờ không được, không sao mình xài máy mà, xài máy mà đâu có vô sát bờ được. Mọi người xem mà thấy hay thì hãy cho mình một nút like nha, một nút đăng ký nha, để mình có động lực ra nhiều video cho mọi người xem nha. Đây chạy ra xuống đây nè mọi người, mau cực kỳ luôn. Máy chạy mà mình lội theo mình lội không nổi luôn rồi, đầy lẻ quá chứ, đất lầy thấy gì chứ lội theo đuối giọt. Đây còn cho kéo mấy chỗ này lại nè mọi người, kéo mấy chỗ này máy vô không tới nè, kéo tay lại, kéo tay lại hả?
Đóng hết nè. Cái này lỗ mấy ly vậy? 8 ly hả? Ai cái lỗ đó. 8 ly không? Cái lỗ này 9 ly vậy nè, lỗ là 10 ly nè, giấy lại nè. Ờ. Cái nó cái điện cắn này nè, có khi nó thấy cái lỗ trong á, không còn lớn cho nó gàng mẹ cho mới giấy lại. Sao cái bự ra? Cho nó bự ra. Chứ họ hỏi mua nó có 8 ly gì à? 8 ly lọt. Cái phang 18 ly đúng rồi, lọt tốt à. Hơi rộng chút, cỡ 9 ly quá. Được rồi, mua một cái phang ra tới 12 luôn. Mười hai là nó muốn hết mẹ là cái núm này luôn rồi nè. 12 ừ, cho bá luôn á. Trời ơi, nó ra thấy thương vậy, 20 kg kéo không đủ luôn á. Thôi vậy, vậy mình cũng về mình xả mọi người, cũng quay khúc ngắn này cho mọi người xem được rồi. Về dắt giống lên đặng xả cái miếng mình đó. Rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc nha. Hẹn mọi người vào những video theo mình nha. Bye mọi người nha.